60 tuổi về sau là cuối đời. Quý vị mỗi ngày đọc báo đều nhìn thấy hai chữ cáo phó. Những người qua đời chưa đến 60 thì là quá nhiều, quá nhiều. Cho nên những người đến tuổi tác này thì không có ai nói lỗi lầm của họ nữa, cũng không ám thị cho họ chúng ta phải làm sao đây. Có lỗi mà không thể sửa, tương lai nhất định đọa vào tam đồ. Duy chỉ có một biện pháp là đọc kinh. Cho nên Phật dạy quý vị phải đọc tụng kinh Đại Thừa. Đọc tụng kinh Đại Thừa lại sợ quý vị không hiểu, nên Tổ Ấn Quang rất từ bi. Mọi người đều biết Đại sư Ấn Quang là Tây Phương thế giới Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Lời của Đại sư Ấn Quang nói tức là lời của Đại Thế Chí Bồ Tát nói. Tổ Ấn Quang dạy cho chúng ta đọc những cuốn sách nào? Ngài dạy chúng ta đọc ba cuốn sách, tức Liễu Phàm Tứ Huấn, Thái Thượng Cảm Ứng Thiền và An Sĩ Toàn Thư. Vì sao Ngài phải dạy chúng ta đọc ba cuốn sách này mà không dạy chúng ta đọc tụng kinh điển Đại Thừa? Vì đọc ba cuốn sách này rồi thì chúng ta rất dễ phát hiện lỗi lầm của mình. Vì không có người nói lỗi của chúng ta, thì chỉ có tự chúng ta đọc ba cuốn sách này mới thấy được lỗi lầm của mình. Cho nên trước khi tôi còn ở Đài Loan, khóa tụng buổi tối của tôi là đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiền. Tôi cũng khuyến khích cho các đồng học khóa tụng buổi tối phải đọc thêm một biến Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, hết lòng mà phản tỉnh. Những thiện pháp trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiền chúng ta có tu hay không, và những ác pháp chúng ta có đoạn hay chưa. Mục đích đọc tụng kinh Đại Thừa là giúp cho chúng ta sửa đổi lỗi lầm. Cái khó khăn lớn nhất của chúng ta ngày nay là không biết mình có lỗi lầm. Cứ nghĩ mình là tâm thiện, hành thiện, mỗi ngày làm rất nhiều việc tốt, làm rất nhiều công đức, cũng không có người khen ngợi ta, lại còn làm phiền ta. Ta không có lỗi với người khác, ngược lại tất cả mọi người đều có lỗi với ta. Đó là chúng ta không biết lỗi lầm của mình. Phải làm thế nào cứu mình đây? Ngoại trừ đọc kinh ra, không có phương pháp thứ hai. Phải đọc nhiều lần. Cổ nhân thường nói, đọc sách ngàn lần, tự hiểu nghĩa lý. Mỗi ngày phải đọc, mỗi ngày phản tỉnh, mỗi ngày sửa lỗi. Người thật sự đọc sách thì họ y giáo phụng hành. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư tại trong cuốn Tịnh Ngữ có khai thị. Những đoạn khai thị đó tuy đơn giản nhưng nhiều lần khuyên chúng ta phải thật sự cố gắng dụng công. Ngày nay chúng ta học Phật công phu không đắc lực vì không hết lòng dụng công. Nghe chỉ là nghe, học chỉ là học mà thôi, không có thực hiện trong cuộc sống, không có đem quan niệm sai lầm của mình sửa lại cho đúng. Cách sửa lỗi thù thắng nhất là từ trong tâm mà sửa.
Nếu từ trên hình, từ trên hành vi mà sửa thì vẫn không được triệt để. Trong tâm sửa mới là triệt để sửa lỗi, thì gọi là chân tu hành. Chúng ta đối với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật trong thế gian nhìn không được rõ, nhìn được mặt bên này không thấy mặt bên kia. Thấy không được viên mãn, thấy không được toàn vẹn. Cho nên có lúc hành vi tạo tác, về sau gặp phải quả báo không tốt. Xảy ra những chuyện như vậy thật là quá nhiều. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là học vấn tu dưỡng của quý vị không đủ và kiến thức của quý vị không đủ. Nếu chúng ta không chịu cố gắng tu học, thì phải quấy tà chánh đều điên đảo. Cho nên đọc tụng kinh Đại Thừa rất là quan trọng. Ngày nay chúng ta đọc tụng kinh Đại Thừa vẫn phải tuân theo những lời của Tổ Ấn Quang dạy cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải đọc Liễu Phàm Tử Huấn, nhất định phải đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Văn tự của Thái Thượng Đạo Cảm Ứng Thiên không nhiều, chỉ có hơn 1.300 chữ. Mỗi ngày chúng ta phải đọc, còn phải đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, ít nhất một tuần đọc một lần. Đây gọi là giáo dục căn bản. Chúng ta học Phật không thể không có căn bản. Căn bản là giúp cho chúng ta đoạn ác tu thiện, sửa đổi lỗi lầm. Nếu không đi theo hai cuốn sách này mà tu học, chỉ tu học những phương pháp khác thì rất khó thành tựu. Khuyên người tu hành là giúp cho người khác, tức là có lòng đại từ đại bi. Tự chúng ta đã hồi đầu cũng giúp cho người khác biết hồi đầu. Đó là Phật tại trong kinh Đại Thừa thường dạy cho chúng ta, cũng là việc làm đệ nhất công đức trong thế xuất thế gian, chính là giúp cho người khác hồi đầu, giúp cho người khác giác ngộ. Trong những ân đức cũng là lớn lao nhất. Ân đức của Phật thế xuất thế gian không gì sánh bằng. Phật đối với chúng ta có những ân đức gì, Ngài giúp cho chúng ta giác ngộ. Nếu chúng ta không tiếp xúc Phật Pháp, không đọc kinh Phật, thì chúng ta làm sao biết giác ngộ, thì làm sao biết phát tâm. Cho nên phát Bồ Đề Tâm là xây dựng trên lòng đại từ đại bi. Cho nên niệm Phật có giới, có định, thì phải nói đến văn, tức là nghe. Văn là văn trong tam huệ, văn tư tâm, văn tư tu, không phải là nghe của tai nghe. Tuy chữ văn này là nghe, nhưng quý vị không nên hiểu sai. Thể nghe thì hiểu rõ thì giác ngộ. Hiểu rõ giác ngộ thì dùng chữ tư làm đại biểu. Quý vị nên biết tam huệ văn tư tu, ba chữ này, ba mà một, một mà ba, không thể phân chia, không có trước sau, thì gọi là trí huệ của Bồ Tát. Nếu quý vị đem nó chia thành ba, văn là văn, tư là tư, tu là tu, vậy thì sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Văn là đại biểu tiếp xúc, mắt thấy tai nghe, thân chạm, lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài lục trần, dùng một chữ văn làm đại biểu.
thể vừa tiếp xúc thì quý vị thông đạt thì hiểu rõ. Thông đạt hiểu rõ dùng chữ tư làm đại biểu. Thể vừa thông đạt thì là không mê. Không mê tức là tu. Cho nên văn tư tu là một sự việc, đồng thời hoàn thành, không có trước sau thứ tự, gọi là tam huệ. Chúng ta làm không được, A-la-hán cũng làm không được, Bích Chi Phật cũng làm không được. Nếu như đem ba chữ văn tư tu này chia ra thành ba thì chúng ta cũng có thể làm được. Cho nên nhất định phải hiểu chữ huệ trong tam huệ là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Huệ là huệ trong giới định huệ. Nếu trí huệ chưa khai thì quý vị không có văn tư tu, tức không có tam huệ. Sau khi trí huệ đã khai thì trong cuộc sống hàng ngày khởi tâm động niệm, xử sự đối người tiếp vật, tam huệ đều hiện tiền. Chúng tôi có thể nói huệ trong giới định huệ là căn bản trí. Tam huệ của Bồ Tát là hậu đắc trí. Huệ trong giới định huệ là căn, là bản thể của trí huệ. Tam huệ là khởi dụng của trí huệ. Thể và dụng không hai. Cách giảng như vậy thì quý vị dễ hiểu hơn, khái niệm cũng rõ ràng hơn. Quý vị không thể hiểu lầm. Đó gọi là văn ngã danh hiệu. Sau khi nghe được danh hiệu thì nhất định phát tâm. Tại vì sao? Vì tam huệ khởi dụng, nhất định là phát tâm. Phát cái tâm gì? Phát Bồ Đề tâm. Bồ Đề là tiếng Phạn. Ý nghĩa là giác. Tâm của họ đã giác ngộ. Vừa nghe được danh hiệu của A-di-đà Phật thì họ đã giác ngộ. Danh hiệu của A-di-đà Phật là ý nghĩa gì? A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. A Di Đà Phật dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là vô lượng giác. Nghe được danh hiệu này, không lẽ không giác ngộ hay sao? Nếu mỗi ngày niệm A Di Đà Phật mà vẫn còn thị phi nhân ngã thì không thể giác ngộ. Vì sao không giác ngộ? Vì không hiểu được ý nghĩa của danh hiệu. Tuy mỗi ngày niệm A Di Đà Phật nhưng không biết ý nghĩa của A Di Đà Phật là gì, cho nên họ không giác ngộ. Vì sao trong kinh nói công đức danh hiệu rất thù thắng, từ một niệm đến mười niệm đều được vãng sanh Cực Lạc thế giới đi làm Phật? Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, vì sao ngài không hướng dẫn đại chúng niệm Phật mà mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp cực nhọc như vậy? Quý vị nghĩ xem, nếu quý vị là Thích Ca Mâu Ni Phật thì quý vị sẽ làm như thế nào? Tôi tin rằng quý vị nhất định là hướng dẫn đại chúng niệm Phật, không cần giảng kinh, như vậy thì rất tự tại. Pháp môn niệm Phật là dị hành đạo, phải thông đạt giáo lý mới được. Không thông thì không được. Nhưng cũng có những người không thông giáo lý, họ niệm Phật cũng được vãng sanh. Đó là họ trong đời quá khứ đã học qua giáo lý, họ đã thông đạt.
Không phải họ không thông, họ vốn là đã thông đạt, nhưng vì có chỗ nào đó bị bế tắc cho đến đời này không thông. Thế nhưng có người dạy họ niệm Phật thì chỗ bế tắc đó cũng dễ phá trừ, thì họ liền thông đạt mới được vãng sanh. Đây tức là trong đời quá khứ có tu học Phật Pháp, nay thiện căn phước đức nhân duyên thành thục, tuy không thông giáo lý nhưng họ cũng được vãng sanh. Vì trong đời quá khứ nhiều đời nhiều kiếp họ đã tu học qua giáo lý